xin giới thiệu với mọi người, đây là con cua đỏ. Cua đỏ. À, bây giờ thưởng thức món cua đỏ. Cua đỏ này mua ở ngoài chợ. Mua ngoài chợ chợ phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Loại cua này là sống ở bờ biển. Và từ đến mùa là nó leo lên cái núi đá ở một bên bờ biển để sinh sản. Ở những cái vùng biển nào mà có núi đá ở bên bờ biển thì có loài cua này. Cua này thì ở tại địa phương thì ở tại Nghệ An thì gọi là con cua cập cập. Còn trong khoa học của con cua gì thì mình cũng chưa cập nhật được, chưa biết tên gọi của nó, nhưng mà trong chương trình khoa học thì người ta giới thiệu là cái loài cua này từ đến mùa là nó leo lên cái núi đá ở sát bờ biển để sinh sản rất là nhiều. Có lúc nó leo lên một cái núi đá đỏ, được đỏ, một màu đỏ rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức cái món cua này cho mọi người xem. Rất là ngon. Trước khi nấu cái món cua này thì bao gồm những cái món gia vị như là xả là một, riềng là hai, mè là ba, quả mè và muối ăn và bỏ vào một ít đường ngọt nữa và hấp lên. Hấp khi nào mà thử cảm thấy chín rồi thì nhắc ra. Trong tầm khoảng 5-7 phút. Ngon chưa? Ui thịt này, thịt cua món rồi quá. Hôm nay được mua sao mà giá rẻ đi. Hôm nay người đi bán cua này bị ế à, cho nên là mua được món cua rẻ. Còn bình thường thì giá của nó là bao nhiêu một cân này? 80.000. Bình thường thì 80.000 một kg. Nhưng hôm nay do được mua cho nên là cua bẫy giảm giá xuống còn 40.000 một kg. Ngon này, ngon, tuyệt vời. Cái món cua đi ăn là rất là nhiều gạo, ăn được đảm được cân xí. Ngon.
thịt ngon chưa? Thịt này. Con cua này là khi trời mà mưa là nó vào hay trời sắp mưa? Quanh khi trời mưa là nó vào hay trời sắp mưa? Trời mưa mát mát được không? Đấy là của dân Quỳnh Lập bán hay dân Quỳnh Phương này? Hả? Quỳnh Phương cũng bắt được hả? Dạ, trước cá nãy mẹ này chướng lắm. Muốn đâu cái này nó lắm được. Ủa gì? Đấy là luộc luôn. Đấy luộc đi. Đấy luộc cho nó phải làm nữa. Nhắc cho cái kia chứ là không hay. Anh thích ăn luộc hơn nấu đập cá, đập cá nấu mén. Để nguyên cả con đi là nấu là thịt thần là nguyên này. Đập cá nấu là thịt thần vừa vừa. Thịt này. Cái gỏng nhỏ nhỏ mà một bộ thịt ngon cực kỳ luôn. Ngon. Ngồi trên này mà mình cắn không được thôi, chưa ăn qua là muốn quả nữa. Quá ngọt, cắt. Ở đây giấu cái ít này thì muốn trên. Tại sao cũng như tại trên như thế hát. Như đây mấy? Ở gần chợ thì rất là có lời các bạn ạ. Khi nào mà săn đón được cua rẻ thế này là mua ăn. Thịt này, ngon chưa? Mình bây giờ ăn thử cái người của nó ra. Con này còn có cả gạch này. Gạch này. Thịt béo. Ngon. Nếu ai mà về thị xã Hoàng Mai, tỉnh thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An thì thưởng thức cái món cua này, đây gọi là món cập cập, về địa phương thì gọi là món cập cập. Xuống các cái bãi biển, nhà hàng hoặc là đi vào chợ thì lúc nào cũng mua được cái món này. Giá thì không quá đắt nhưng mà thịt ngon. Con này mình đầu kỳ quá là thịt nó téo luôn thôi.
đậu vừa chín vừa vừa chín tới. Cái này ngon hơn. Cái này ngon hơn là vì đậu con chín tới nhưng mà sợ con sống, cho nên là đun thêm một chút nữa. Đun thêm một chút nữa thịt nó béo nhưng mà ăn thì an toàn. Sống quá thì ăn lên mùi tanh. Con nào cũng thịt nhiều. Toàn vừa lấy lông bia ra. Có tù lấy lông bia. Tôi lấy. Ăn tờ này chưa mà quên cái món này. Mọi người ăn ăn con cua cập cập này thì nhớ có cái món này thì hợp. Ngon. Mặc. Ăn đi. Món này ăn ăn tăng cường chất canxi. Bánh chất đạm và canxi. Vừa loãng để nhai để nhai được có thể ăn đi. Vừa nếp. À. Có số mỡ gì số cho mẹ. Vừa loãng chờ xe đi xe ăn để nó còn đầy đầy. Ông ngân sản đi đưa quá đi ông loạn gì ông loạn gì đúng không? Anh này làm một ăn một tí rồi phải làm một bình bia này, bia bò tủ lạnh rất mát. Ngon. Ăn món này vừa có bia đi. Hợp. Để mọi người thưởng thức thì nhớ chọn chọn con lần lớn hơn, con có cái gọng to hơn. Hôm nay mua con cái gọng, cái gọng này đem hai cái càng này hơi nhỏ. Thịt rất chắc. Rồi video cũng quay đến đấy thôi. À, mọi người nhớ thích thì cho lượt like và đăng ký kênh. Xin chào mọi người. Chúc mọi người sẽ gặp được cái món ăn này
và mua và thưởng thức nó. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe.